Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng là gần đến ngày 5 tháng 5. Mình đang ở chỗ đường Quang Trung của thành phố Đồng Giá, có một xóm làm chuyên làm bánh chạng đó các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn xem nha. Đầu tiên là nó nhiều như là ngâm nước cho, mua cho về ngâm nước cho nó mình lọc nước lại, mình lọc nước cho trong lại mình mới ngâm nếp sau khi ngâm nếp xong rồi mình ngâm hai đêm, rồi mình mới xả cho thật sạch nước cho, rồi bắt đầu mới vô bắt đầu gói, nhưng thì xào nguyên si như là đậu với đường, chứ không, ngoài ra không có gì nữa. Ta đi bẻ như là Bình Thủy, Cần Thơ, rồi qua Dòng Điền, nơi nào có lá tre thì người ta bẻ đem về bán cho mình. Tre này là nó là tre chuyên gói bánh chạng này hay là cái sao này chị? Là tre trồng ăn măng. À, tre ra mới có lá lớn vậy. Còn nếu mà tre để làm vạt, làm gọng đồ, làm mấy thứ khác thì lá nó nhỏ hơn. Dạ. Tre là tre ăn măng nè. Giai đoạn bắt đầu từ sôi mà tới chín bánh á thì 2 tiếng, nếu mà mình ngâm nước cho mạnh thì 2 tiếng, còn nếu mà nước cho yếu thì nấu tới 2 tiếng rưỡi. Mới đem rồi.
đây là một cái bánh bánh chạng này các bạn, của chị Tú Lan ở đường Quang Trung ở thành phố Giá các bạn. Bánh mới vừa nấu xong luôn á. Này mời các bạn giờ thưởng thức thử nha. Thơm lắm. Nó có mùi thơm của nước cho các bạn. Nên là các bạn nó nấu chín lên là cái hộp nếp nó sẽ tan ra, nó trong, nó rất là trong rồi các bạn. Nó có màu vàng cũng như là của măng á, măng khô á. Cái nếp nó rất là dẻo nha. Nếp dẻo rồi, với cái nhân nó là nhân nó bằng đậu, đậu xanh đó, đậu xanh xào lên với đường là tạo nên cái bánh chĩa thế này. Mấy chị gói xong á là bắt đầu sẽ đem đi nấu, nấu trong vòng 2 tiếng mới vớt ra được như thế này nè. 2 tiếng hộp nếp nó dẻo, nó trong luôn, nó trong và nó có mùi nước cho rất là đặc trưng đó các bạn. Quý vị và các bạn nào có đến thành phố Giá vào ngày 5 tháng 5 á thì ghé vô nhà chị Tú Lan ở đường Quang Trung á tham quan, thì đặt bánh chị cũng có nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nha.